Vâng, kính chào quý vị và các bạn, những người yêu âm thanh, âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Quý vị thân mến, ở clip hôm nay, Tây Audio xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn lại là một cặp loa nổi tiếng của Mỹ. Đó chính là cặp loa Model JBL. Vâng, JBL MZX515. Vâng, JBL MZX515. Dòng loa này được sản xuất tại Mexico và nó được chạy với bát neo và chép neo, một bát 40 và một loa chép. Vậy quý vị nào có nhu cầu sở hữu cũng như đang tìm kiếm những dòng sản phẩm này, xin hãy liên hệ với Tây Audio theo số điện thoại 0975600005 để được cung cấp hình ảnh cũng như tư vấn chi tiết về dòng sản phẩm này. Vâng, và quý vị thân mến, đây là một cấu hình rất là gọn gàng với một bát 40 và có chiều cao là chỉ có 65 phân. Vâng, chiều cao chỉ có 65 phân và chiều rộng chỉ có 40 phân thôi. Như vậy cặp loa này rất xinh xắn và gọn gàng, và riêng dòng dòng từ neo thì quý vị và các bạn yên tâm, tiếng bát nó không được sâu đậm mạnh mẽ giống như dòng từ thường, nhưng nó đưa ra được một chất âm, lời của nó rất trong và sáng và cũng như rất là nhẹ nhàng, sâu lắng. Vậy những quý vị nào đã sử dụng những dòng sản phẩm này mà kèm thêm một quả súp bát từ neo thì gọi là chấm hết về chất âm của dòng sản phẩm này. Vâng, nếu như một quả súp bát từ neo nữa thì không còn gì để nói đến dòng sản phẩm này có hay hay không, và nó sẽ đảm bảo nó sẽ rất hay. Và đây là hình thức bên ngoài. Vâng, hình thức bên ngoài đây, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem hình thức bên ngoài còn khá đẹp, đảm bảo được 90% trên 90% cho được sản xuất tại Mexico. Vâng, và dòng này nó có mấy nước sản xuất, một là Mỹ, hai là Mexico, ba là Trung Quốc. Vâng, vâng, nó hơi tối để vâng, nó tối quá nên quay cái chữ nơi sản xuất quý vị và các bạn chúng ta không nhìn thấy. Vâng, Made in được sản xuất tại Mexico, quý vị và các bạn lưu ý. Vâng, dùng cấu hình này với một loa bát 40 và một chép kèn thì nó rất gọn và hình thức của cặp này rất đẹp. Vậy những quý vị nào muốn dùng những các dòng sản phẩm có chất âm trong trẻo và lời bay bổng cũng như sáng và nhẹ nhàng thì xin hãy liên hệ với Tị Audio theo số điện thoại đã nói trên. Và riêng dòng sản phẩm này thì tiếng bát nó không mạnh bằng những dòng từ thường, nhưng nếu như các bạn, quý vị và các bạn chơi những dòng từ thường mà chơi thêm quả súp thì cũng cái từ thường nó mạnh về tiếng bát, thì cái khi mình đã chơi súp rồi thì nó cũng chỉ bằng thừa, bởi vì nó đã có thằng súp để nó nâng vào cái dải tần đấy, thì cái thằng bát ở trong cặp full của chúng ta cũng chỉ bằng thừa thôi. Vì vậy nhưng nếu như chúng ta chơi cặp này mà chúng ta chơi thêm một quả súp nữa thì thằng này nó chuyên thể hiện về chất lời rất hay. Đấy, chất lời của nó rất hay thì có thằng súp nó sẽ đảm nhận được về vấn đề tiếng súp, tiếng bát. Như vậy nó sẽ có một bộ âm thanh của chúng ta vừa hay được về lời mà vừa không bị thiếu về các dải trầm, tiếng súp cũng như chất âm. Vâng, mọi nhu cầu mua sắm xin hãy liên hệ với Tị Audio theo số điện thoại đã nói trên. Và cuối clip quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi kênh của Tị Audio.